Xin chào quý anh chị cùng quý vị khách quý đã trở lại kênh YouTube của Sàn Ô Tô Việt Nam. Giữa tuần thì Hà Nội đang mưa bay đón xuân rất đồng nhiệt, thì Sàn Ô Tô Việt Nam tung ra rất nhiều sản phẩm mới để đem đến quý vị những chiếc xe hơi hay. Quan trọng nhất là điểm là em Vương bảo hành đến tận chân công trình. Sai em Vương nhận lại xe, trả lại tiền tặng quý vị 100 triệu đồng một chuyến du lịch trị giá 10 triệu đồng cho năm 2024. Và ngay lúc này thôi, một chiếc xe Outlander màu đỏ rực rỡ như lá cờ Tổ quốc được sản xuất năm 2022. Xe chạy trên 1 vạn km thì có đẹp không quý vị? Máy quay đưa gần ở đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc xe Outlander. Một dàn lốp nguyên theo xe mà Sàn Ô Tô Việt Nam tung ra chào bán với giá trên 700 triệu đồng. Nội thất bên trong rất mới, mùi thơm khét luôn. Được trang bị màn hình DVD cam 360, cửa nóc đèn nổ, màn hình Android, sân zin 100% theo xe quý vị nhé. Tiền ít mà thịt lại nhiều, 7 chỗ đây. Được trang bị ghế chỉnh điện nhút luôn. Ai để rút để cho thằng bạn với Quỳnh rút ra để cho ông ấy. Đâu đâu? Đâu rồi Quỳnh à? Ở đâu không? Ở đâu? Đâu sao chị không nhìn thấy? Cô ấy ra sao chị cho ông chỗ nhà Quỳnh? Nông thôn anh ơi, đây nông thôn đây. Lấy ra sao chị cho. Bảo với một động cơ cực nhỏ được trang bị màn hình DVD và cam 360 quanh xe, và đặc biệt là được hai rửa đèn pha tự động. Đó là chiếc xe Outlander cực kỳ xịn sò, cam kết là chiếc xe không có lỗi. Một mai em có đi lấy chồng, vòng tay ấn ai ấy hình bóng. Ui dồi, khoang máy quá bẩn, máy nguyên số chưa ra, không đâm va, không được nước. Xe được bảo dưỡng định kỳ trong hãng, xe chạy full lịch sử, chạy 1.900.000 km. Một màu đỏ cực kỳ huyền bí. Hả? Thế để sao tính sao? La răng đa chấu, một hệ thống phanh ABS EVD, la răng phay. Được trang bị ghế chỉnh điện, vô lăng tích hợp điều khiển, phanh tay điện tử Auto Hold. Rất nhiều tiện nghi cho chiếc xe Outlander. Xe chạy hơn 1.000.000 km rồi. Có Creta. Quái quỷ. Nội thất bên trong khá mới cho chiếc xe Outlander. Xe chưa dọn rửa gì cả, mà em Hương đang chào bán với giá 785 triệu đồng cho chiếc xe Outlander sản xuất năm 2022. Đây là chiếc xe Discovery kiểu như là Land Rover, nhưng nó lại là xe Hyundai Tucson sản xuất năm 2021, máy dầu số tự động. Em Hương đang chào bán với giá 795 triệu đồng sản xuất 2021 quý vị nhé. Xe chạy 4 vạn km, máy móc nguyên bản, gầm bề chắc và điều hòa mát sâu. Những tán đinh xung quanh của nhà máy Hyundai đưa ra còn rất zin, không có lỗi lầm, không có đâm xô, quay quay, không có ngập nước. Thôi, không cần. Nội thất bên trong khá mới cho chiếc xe Outlander, được chạy 4 vạn km sản xuất 2021 quý vị nhé. Màu đỏ, màn hình Android, cửa nóc và Rolama, bệ bước. Hàng ghế đằng sau thì rất là rộng rãi cho chiếc xe Hyundai Tucson. Cam kết là chiếc xe Hyundai Tucson đưa ra không có lỗi. Kệ nó em ạ, không sao đâu. Tức chạy đến trước máy tính của cô gái, ăn cắp bản thiết kế khi cô chuẩn bị cùng bạn trai đi ăn. Xe được trang bị cốp điện. Lốp sơ cua chưa hạ, kích lốp đầy đủ. Những tán đinh xung quanh của nhà máy đưa ra đánh dấu còn rất zin. Với cái tầm tiền ít thịt nhiều,
giá cả phải chăng, ưu điểm rất vượt trội. Em đánh con xe tiến lên tí đi, chìa khóa đâu? Cô em đánh con Trúc Xuân lên tí đi em. Ngày mai sẽ giao chiếc xe này về cho người yêu nhá. Mai cho ta rửa đi rồi. Tiến lên tí đi em. Mai có biển rồi mà. Ngu lắm này còn chiếc xe đi đăng ký, có biển tạm thì đéo đánh vào đây. Công an ấy bắt tao phát là dán này bẩn hết kính của nó. Ngu ơi ngu. Đây là chiếc xe Fadin sản xuất năm 2019, máy bơm đang chào bán với giá 298 triệu đồng quý vị nhá. Xe tốt thì em bơm nói là mai giao thôi nhá, mai giao. Ngày mai sẽ bán luôn Everest nhá. Sáng mai sẽ nhận tiền luôn Everest, full đồ luôn. Giá em Everest bán với giá 955 triệu đồng. Mercedes-Benz E250. Hôm nào quay E250 chưa Tăng nhỉ? Quay rồi đúng không? Thắng chụp về được rồi. E250 sản xuất 2009 với giá 295 triệu đồng quý vị nhá. Máy được bảo dưỡng định kỳ, nội thất bên trong thì khá mới. Nội thất bên trong rất cứng. Xe chạy 14 vạn km. Hàng ghế đằng sau cũng rất là rộng. Ba khoang điều hòa auto riêng biệt cho nhà Mercedes-Benz E250. Sản xuất năm 2009, đăng ký 2010. Cà rốt thì đã về với người yêu rồi, niêm phong rồi. Cái xấu xấu bẩn được trang bị với nhiều tiện nghi. Đó là chiếc xe Focus 2013 bán giá 280 triệu đồng. Quý khách muốn biết thông tin chi tiết của những chiếc xe chào bán tài sản hoặc là có những chiếc xe nào mà bán đi cho em Hương, nhấc máy gọi ngay cho em Hương là 0917399798 hoặc website sanotovietnam.com. Và xin thân ái và hẹn gặp lại các tình yêu có xe bán cho em Hương nha. Con mặt dày đây này, có xe bán cho con mặt dày đây này.